Cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, bài viết được đăng trên trang Người Lao Động. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, do có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác. Ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an. Căn cứ vào quy định pháp luật và quyết định của Ban Cán sự Đảng Chính phủ tại cuộc họp trước đó, xét đề nghị của Đảng ủy Công an Trung ương và tờ trình của Bộ Nội vụ, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành do có những vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng tại quyết định 823 ngày 31 tháng 7 năm 2018. Quyết định kỷ luật cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Bùi Văn Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Ngày 28 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tờ trình số 130/TTR UBKTTU ngày 27 tháng 7 năm 2018 về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Bộ Chính trị nhận thấy Trung tướng Bùi Văn Thành với cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Cá nhân ông Bùi Văn Thành đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà đất an ninh không đúng quy định của pháp luật, ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công, tự ý ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Những vi phạm của Trung tướng Bùi Văn Thành gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và cá nhân ông Thành, gây dư luận xấu và bức xúc trong xã hội. Căn cứ quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, căn cứ vào quy định số 102/QĐ-TU của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Văn Thành bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong đảng, tức là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016 đến 2021, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010 đến 2015. Do Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành, bảo đảm đồng bộ kịp thời, tương xứng với kỷ luật của Đảng theo đúng quy định. Xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết giáng quân hàm Trung tướng Bùi Văn Thành, vụ Vũ Nhôm. Bài viết được đăng trên báo BBC. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam vừa quyết định kỷ luật Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an trong cuộc họp Ban Bí thư hôm 28 tháng 7 năm 2018. Trong cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, Bộ Chính trị đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng và giáng cấp bậc hàm đối với ông Bùi Văn Thành. Ông Thành hiện đang giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Công an nhiệm kỳ 2010-2015. Đáng chú ý, trong những vi phạm khuyết điểm của ông Bùi Văn Thành có chuyện ông tự ký quyết định cho Phan Văn Anh Vũ tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho Phan Văn Anh Vũ không đúng đối tượng, không đúng tiêu chuẩn. Quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị còn nêu đồng chí Trung tướng Bùi Văn Thành đã vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế làm việc của Bộ Công an, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định của pháp luật, ký một số văn bản không thuộc trách nhiệm được phân công. Hồi cuối tháng 12 năm 2017, ông Phan Văn Anh Vũ còn gọi là Vũ Nhôm bị Bộ Công an phát lệnh khởi tố tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước và khám nhà. Sau đó ông Vũ Nhôm đã rời Việt Nam sang Singapore và bị Singapore trục xuất.
Dư luận Việt Nam và quốc tế khi đó được biết hóa ra ông Phan Văn Anh Vũ có hàm thượng tá tình báo của Bộ Công an Việt Nam. Lúc đó, trang mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông nước ngoài đã đặt câu hỏi về công tác xây dựng lực lượng trong ngành tình báo của bộ này ra sao để có một nhân vật như ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng. Ông Phan Văn Anh Vũ, doanh nhân trùm bất động sản Đà Nẵng, sẽ được đem ra xét xử kín tại Tòa án Hà Nội vào ngày 30 và 31 tháng 7 về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật của nhà nước. Cũng theo quyết định thi hành kỷ luật cán bộ của Bộ Chính trị, Thượng tướng Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, bị Bộ Chính trị quyết định cách chức người ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011-2016 và giáng cấp bậc hàm. Trong thời gian giữ chức Thứ trưởng Công an, tướng Trần Việt Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát, đã ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Phương Minh Hòa đã không chấp hành nghiêm các quyết định của Bộ Quốc phòng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng và đất quy hoạch cho mục đích quốc phòng nhưng chưa sử dụng ngay theo quyết định của Bộ Chính trị. Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp và kết luận trong giai đoạn Thượng tướng Phương Minh Hòa còn đương chức Bí thư Ban Thường vụ Đảng Quân ủy Quân chủng Phòng quân không Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân, đất quốc phòng của Quân chủng Phòng không Không quân đã bị chiếm dụng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội và đất của sư đoàn 372 tại Đà Nẵng. Theo cách loan tin của truyền thông nhà nước Việt Nam, thì những vụ bắt bớ này có thể chia làm hai vụ án. Vụ thứ nhất gồm các ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt vào đầu năm 2018, ông Phan Hữu Tuấn và ông Nguyễn Hữu Bách. Các viên sĩ quan này đều thuộc Tổng cục Tình báo của Bộ Công an, còn gọi là Tổng cục 5. Vụ thứ hai là ông Phan Văn Vĩnh, ông Nguyễn Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc. Trong hai vụ này, dư luận rất quan tâm đến các vị sĩ quan tình báo vì nó liên quan trực tiếp đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang xóa bỏ tất cả các tổng cục của Bộ Công an, trong đó có Tổng cục Tình báo. Vào tháng Giêng năm 2018, ngay sau khi ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, bị bắt, nhà quan sát chính trị nội bộ Việt Nam là nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn bình luận với chúng tôi. Thấy rằng nếu như Phan Văn Vũ mà không có một cái vai trò quan trọng á, thì đã có không có cả một cái chiến dịch khổng lồ của công an và nghe nói có cả Tổng cục 2 quân đội nữa để truy bắt Phan Văn Anh Vũ. Và cũng không có một cái cuộc thương thảo dày công đến thế giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Singapore để đưa đến kết quả là dẫn độ Phan Văn Anh Vũ từ Singapore về Việt Nam. Nó không chỉ đơn thuần là Vũ Nhôm là có những cái sai phạm về kinh tế đâu, hay là cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước gì gì đó, như ngành công an nêu ra. Mà chắc chắn là Vũ Nhôm phải có một cái vai trò, một cái vai vế quan trọng đến mức là có thể là một cái yết hầu hoặc là một cái tử huyệt của một số quan chức, thậm chí là quan chức cao cấp ở Việt Nam. Ông Vũ là một nhà kinh doanh nghề nhôm kính tại Đà Nẵng, có quân hàm sĩ quan tình báo cấp tá của Bộ Công an. Theo các bản tin chính thức của báo chí nhà nước Việt Nam, thì ông Vũ đã lợi dụng chức vụ của ông để trục lợi trong việc mua rẻ nhà cửa của nhà nước ở Đà Nẵng và bán đi để kiếm lời. Trên trang web của Bộ Công an Việt Nam, cả ba ông Phan Văn Anh Vũ, Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách đều bị gán cho tội danh làm lộ bí mật nhà nước, tuy không nói rõ là như thế nào. Chúng tôi có liên lạc với Bộ Công an qua trang web của bộ này, nhưng không thành công. Nhận xét về các vụ bê bối của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, ngay sau khi ông Phan Văn Anh Vũ bị bắt, nhà báo Trương Duy Nhất sống tại Đà Nẵng nói với chúng tôi rằng sẽ phải truy cứu trách nhiệm của Trung tướng Nguyễn Việt Tân, nay đã về hưu, từng đứng đầu tổng cục này. Theo các tài liệu báo chí được nhà nước Việt Nam công bố, thì cho đến nay, công tác tình báo của Việt Nam được hai tổng cục thuộc hai bộ khác nhau thực hiện, đó là Tổng cục 5 của Bộ Công an và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng. Nhà báo Phạm Chí Dũng nhận định với chúng tôi. Tỷ lệ nghịch với sự suy yếu của vai trò Bộ Công an thì lại là sự gia tăng ảnh hưởng của Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng. Tôi nghĩ rằng sau những cái vụ bê bối như là A10, T4 vào những năm 2000, thì Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng đang muốn lấy lại phong độ và lấy lại cái quyền thế của mình, và đặc biệt là cái sự ảnh hưởng của họ đối với chính trường Việt Nam và đối với Tổng Bí thư. Các vụ bê bối mà ông Phạm Chí Dũng đề cập có liên quan đến Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hiện nay là Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Theo tiết lộ của cựu đại tá quân đội Việt Nam là ông Bùi Tính, hiện tị nạn chính trị tại Pháp, thì vào thời điểm những năm 1990,
2000, Tổng cục 2 là một tổ chức siêu quyền lực, lợi dụng vị trí đó lũng đoạn đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông Đặng Xương Hùng, cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện cư trú chính trị tại Thụy Sĩ, nhận xét về các tổ chức tình báo của Việt Nam. Cả công tác tình báo của cả công an lẫn quân đội đều phục vụ cho đất nước thì ít, mà phục vụ cho vấn đề kiểm soát nội bộ thì nhiều. Cùng cảm nhận thấy điều đó, nhất là cái thời mà lập ra cái Tổng cục 2 đấy, thì Hùng cũng thấy rằng là có một cái nhiệm vụ mà Bộ Chính trị hoặc một vài cá nhân trong Bộ Chính trị đã dùng cái Tổng cục 2 đó để mà kiểm soát các vị lãnh đạo trong Bộ Chính trị, để có thể phục vụ cho những công việc như đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong đảng. Trở lại các vụ án sĩ quan công an tình báo hiện nay, còn có sự liên quan đến vụ án Ngân hàng Đông Á, trong đó ông Trần Phương Bình, tổng giám đốc, đang bị bắt và bị xử án, đã mua một số lượng lớn đô la Mỹ cho ông Vũ. Theo một nguồn tin thân cận với ông Bình mà chúng tôi chưa xác nhận được, thì Ngân hàng Đông Á là một cơ quan kinh tài của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Nếu so sánh với Bộ Quốc phòng, thì Bộ Công an không phải là bộ duy nhất có các cơ quan kinh tài. Thậm chí các công ty làm ăn kinh tế của Bộ Quốc phòng còn có quy mô rộng lớn hơn, mà trong thời gian gần đây đã có nhiều chỉ trích được đăng trên chính truyền thông nhà nước Việt Nam rằng các đơn vị quân đội không nên tham gia vào các hoạt động kinh tế. Có hai vụ được bàn đến nhiều nhất là vụ công ty Viettel của quân đội được cấp đất tại xã Đồng Tâm, ngoại thành Hà Nội, tạo nên một cuộc xung đột lớn giữa dân chúng và các cơ quan chức năng. Vụ thứ hai là việc kinh doanh sân golf tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đã cản trở việc mở rộng sân bay này. Cho đến nay, vẫn chưa có kết luận gì về sai phạm của các đơn vị quân đội ở hai nơi này. Và dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất được chính phủ phê chuẩn đã tránh không đụng đến sân golf. Tuy nhiên, cũng có nhận định khác về vai trò quyền lực của hai bộ phận tình báo, công an và quốc phòng. Một nhà nghiên cứu chính sách tại Hà Nội xin ẩn danh nói với chúng tôi rằng sự mất quyền lực của Tổng cục 5 Bộ Công an cũng chỉ là một sự ngẫu nhiên lịch sử. Theo người này, thì Tổng cục 5 cũng đã thực hiện được một công trạng lớn cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua là bắt các ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí bị cáo buộc tham nhũng, từ Đức mang về Việt Nam. Việc này chưa bao giờ được Việt Nam chính thức công nhận hay phủ nhận, mặc cho những cáo buộc rất mạnh mẽ từ chính phủ Đức. Nhà nghiên cứu ẩn danh nói tiếp với chúng tôi là có thể sau khi chấn chỉnh Bộ Công an, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chấn chỉnh Bộ Quốc phòng. Theo ông, Tổng cục 5 đã được giao quá nhiều quyền lực và không được kiểm soát trong thời gian vừa qua.